Kiềm đỡ khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ tan sỏi mật sỏi gan, giảm đau viêm đầy trướng, ngăn sỏi tái phát. Mới đây, anh chàng Zack lại vừa khiến fan mê mệt khi đăng ảnh khoe thân lên mạng xã hội. Dù không lộ mặt và chụp hình vào buổi tối, nhưng vóc dáng của anh chàng cũng đủ khiến đám phải rầm rộ. Cùng lúc đó, anh chàng cầu thủ Tiến Linh cũng tranh thủ vào thả nhẹ bình luận cà khịa Zack dưới bức ảnh, và không ngoài dự đoán bức ảnh ngay sau đó liền bị xóa đi. Chào mừng các bạn đang đến với tin tức 360 của Gia Đình Việt. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Zack bất ngờ đăng tải một bức ảnh khiến fan xỉu lên xỉu xuống. Đây gần như là lần đầu tiên nam ca sĩ khoe trọn mặt tiền body mà không bị che lấp bởi một mảnh áo nào. Mặc dù nam ca sĩ thuộc tuýp người mình dây nên cơ thể có hơi mỏng manh một xíu, nhưng nhìn chung vẫn vô cùng trắng trẻo và mờ lem đối với các đóm. Điều đáng nói ở đây là bức ảnh của Zack còn đăng kèm với dòng caption vừa nhận được đồng phục, hẹn run ninh man tháng 9. Ngay khi thấy người em đăng hình, cặp đôi thu trang, Tiến Luật liền thấy có gì đó sai sai nên đã nhanh tay vào bình luận tìm kiếm cái áo mà Zack đang nhắc tới. Còn nam cầu thủ Tiến Linh thấy bạn mình đăng ảnh lại và buông ngay câu nói cà khịa, ở nhà suốt mà vẫn mập như thường vậy. Lâu lâu người ta mới đăng ảnh mà lại buông một câu quá phũ phàng như này là sao vậy ạ Tiến Linh? Và khỏi phải nói, sức hút của bức ảnh này là quá mạnh, chỉ mất đúng 51 phút, hashtag Zack có hẹn tháng 9 đã lên thẳng top 1 từ khóa tìm kiếm Twitter Việt Nam. Một lần nữa thể hiện sức mạnh sâu sổ quá mạnh, mẽ từ fan đom đom đóm. Tuy nhiên, trong lúc bức ảnh đang hot hòn hòt thì chính chủ lại nhanh chóng xóa bài đăng này trên trang cá nhân. Theo dự đoán, có lẽ anh chàng bị bạn thân Tiến Linh cà khịa vì tức quá nên đã cho bức ảnh bốc hơi. Vì từ trước đến nay, Zack rất hiếm khi đăng tải những hình ảnh mát mẻ lên mạng xã hội. Được biết đây không phải lần đầu tiên Zack bị bạn thân Tiến Linh cà khịa, mà trước đó không lâu, trên trang cá nhân Zack có đăng tải bài viết với dòng trạng thái khiến dân tình chú ý. Thật không may cho tôi khi không thể gặp em sớm hơn. Cùng với là làn da trắng như điếu đổ của anh chàng, khiến nhiều khán giả phải vào để lại bình luận khen ngợi cho ngoại hình ngày càng thu hút của Zack. Tuy nhiên, người hâm mộ lại vô tình bắt gặp được bình luận thể hiện sự cà khịa không hề nhẹ của cầu thủ Tiến Linh. Cụ thể, Tiến Linh hài hước cho rằng do thời gian này có thời gian ở nhà nhiều nên Zack đã có thời gian dưỡng trắng. Vậy có khác nào Linh nói trước đó da Zack là da đen đâu nhỉ? Được biết, cả hai là những người bạn khá thân thiết ngoài đời. Vì vậy, những bình luận cà khịa nhau thường xuyên trên mạng xã hội của Linh và Tuấn như thế này khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức mới nhất nhé!